Thưa quý vị, Thượng Hải phong tỏa nhiều nơi do Covid-19. Tin từ Trung Quốc, Thượng Hải thông báo áp đặt lệnh phong tỏa trong hai giai đoạn để kiềm chế đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 do biến chủng Omicron gây ra. Thượng Hải là thành phố lớn nhất Trung Quốc với 25 triệu dân sinh sống đóng cửa ở nửa phía đông trong 5 ngày bắt đầu từ 28 tháng 3, đồng loạt thực hiện xét nghiệm cho người dân trong khu vực này. Sau đó thì lệnh phong tỏa tương tự sẽ được thực hiện ở khu vực phía tây bắt đầu từ ngày 1 tới ngày 5 tây tháng 4. Người dân được yêu cầu phải ở trong nhà trừ những người đi làm việc trong lĩnh vực dịch vụ quan trọng như nhiên liệu, điện, giao thông, vệ sinh và cung cấp thực phẩm. Xe bus, taxi và hệ thống tàu điện ngầm sẽ ngừng hoạt động. Tuy nhiên, thông báo không đề cập đến tác động của lệnh phong tỏa đối với hoạt động tại cảng, đường hàng không, đường sắt đến và đi từ Thượng Hải. Thượng Hải tới nay đã tránh áp đặt phong tỏa hoàn toàn. Giới chức cho biết họ phải giữ cho cảng và trung tâm tài chính này hoạt động vì lợi ích của nền kinh tế quốc gia và toàn cầu. Họ cũng thực hiện những biện pháp phong tỏa những khu dân cư trong 48 tiếng đồng hồ kết hợp với xét nghiệm trên quy mô lớn. Tuy nhiên, những biện pháp này chưa thể giúp cho Thượng Hải kiềm chế được virus lan tràn. Chính quyền thành phố thông báo biện pháp phong tỏa từng phần được thực hiện để hạn chế căn bệnh lây lan, bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người dân, đồng thời loại bỏ tầng gốc những ca lây nhiễm càng sớm càng tốt.